giải cứu người đàn ông khốn khổ sau 10 ngày bị nhét cốc vào hậu môn. Nhân viên bảo vệ của trường Government Medical College là ông Ramdin, 62 tuổi, đến từ DP Yabit. Ông cho biết mình đã bị cướp mất 545 bảng Anh từ tiền bán xe máy, bị ngất đi sau cuộc tấn công và tỉnh dậy với một cơn đau bụng dữ dội. 10 ngày sau, Ramdin đến bệnh viện và một lần chụp chiếu cho thấy ông có một chiếc cốc bằng thép nằm bên trong cơ thể. Các bác sĩ tại bệnh viện Rama thuộc thành phố Kanpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã phải phẫu thuật hậu môn của ông để lấy chiếc cốc ra ngoài. Trong cuộc tấn công độc ác, nạn nhân đã bất tỉnh và không biết chuyện gì xảy ra trong thời gian này. Chiếc cốc bằng kim loại đã bị kẹt trong ruột của ông. Các bác sĩ phải phẫu thuật phần trên hậu môn để loại bỏ nó. Cụ thể là sau 10 ngày, ông ta đã bị đau bụng dữ dội. Chúng tôi đã tiến hành siêu âm để tìm ra các vấn đề và ngạc nhiên khi thấy một chiếc cốc bằng thép nằm bên trong bụng bệnh nhân. Có vẻ như chiếc cốc kim loại được đưa vào trực tràng của Ramdin bởi những kẻ bất lương và nó mắc kẹt gần ruột khiến ông ấy đau đớn dữ dội. Ban đầu chúng tôi cố gắng loại bỏ chiếc cốc thông qua đường hậu môn, nhưng sau một giờ nỗ lực chúng tôi không thể loại bỏ nó. Sau cùng mọi người quyết định phẫu thuật theo đường dạ dày và lấy chiếc cốc ra thành công. Tiến sĩ bác sĩ Dinesh Kumar chia sẻ. Chuyện thật như đùa, người phụ nữ đội mồ sống dậy để chứng minh mình còn sống. Sự việc rắc rối và ly kỳ này tưởng như là lời tóm tắt của một câu chuyện trinh thám giả tưởng, nhưng lại hoàn toàn có thật và diễn ra trong suốt quãng thời gian gần 7 năm tại Sevilla, Tây Nia, Tây Ban Nha. Bà Juna Escudero là một phụ nữ 53 tuổi, sống tại một khu vực gần Sevilla. Trong gần 7 năm qua, mặc dù là một người sống bằng da bằng thịt, thế nhưng bà Escudero lại phải sống trong một thân phận của một người đã chết chỉ vì một sai sót của cơ quan an sinh xã hội Tây Ban Nha. Sai sót này bắt đầu từ năm 2010, khi có một người phụ nữ trùng họ tên và ngày sinh với bà Escudero qua đời. Mặc dù chỉ một người chết, nhưng trên hệ thống thông tin của cơ quan này lại thông báo rằng cả hai người đều chết. Chỉ một sai lầm và sai sót của các cơ quan chính phủ nhưng đã khiến cuộc sống của Escudero bị đảo lộn hoàn toàn. Gần 7 năm, bà phải trải qua cuộc sống của một người bình thường nhưng không được hưởng các phúc lợi xã hội như bao người khác, không được gia hạn bằng lái xe, không được tiếp nhận điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên có một điều kỳ lạ, đó là mặc dù mọi phúc lợi xã hội đều từ chối Escudero, nhưng ngân hàng vẫn chấp nhận và khẳng định bà vẫn còn sống. Và thế là hàng tháng, hàng năm bà vẫn phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán khoản vay thế chấp với ngân hàng. Escudero đã nhiều lần tới các tòa án và các cơ quan chức năng khác để chứng minh sự tồn tại của mình. Thế nhưng mọi nỗ lực của bà đều thất bại trong việc thuyết phục họ tin rằng bà vẫn còn sống. Mặc dù sau nhiều lần giải thích, các bác sĩ đã đồng ý tiếp nhận điều trị cho bà Escudero trong trường hợp khẩn cấp, nhưng vì không thể chịu đựng cuộc sống này thêm một lần nào nữa, nên bà Escudero đã quyết tâm thực hiện mọi biện pháp để đòi lại cuộc sống của mình. Hiện tại, bà đang đệ đơn lên các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu đào ngôi mộ mà họ cho rằng đó là mộ của bà, nhưng thực chất lại thuộc về người phụ nữ có cùng tên và ngày sinh với bà. Ý tưởng mà Escudero muốn thực hiện là phải tiến hành xét nghiệm DNA của người phụ nữ đã chết. Chỉ có điều đó mới đủ để chứng minh bà còn sống. Người đàn ông lĩnh hậu quả vì nuốt luôn sống dài 30cm vào bụng. Theo Shanghai.X, người đàn ông nhập viện ở Hợp Phì, thủ phủ của tỉnh An Huy, trong tình trạng đau bụng dữ dội. Ban đầu, người đàn ông không tiết lộ nguyên nhân, nhưng quá trình chụp X-quang cho thấy có sinh vật lạ trong ruột của người đàn ông, khi đó mọi chuyện mới vỡ lở. Các bác sĩ hết sức bất ngờ khi biết chuyện bệnh nhân này nuốt luôn sống vào bụng để chữa bệnh dạ dày như một bài thuốc dân gian. Khoảng 30 phút sau, người đàn ông bắt đầu vào giai đoạn cảm thấy hối hận. 20 giờ sau đó là khoảng thời gian đau đớn dữ dội. Con trai của người đàn ông sau đó đã đưa cha mình vào bệnh viện. Khi biết được vấn đề, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp và gắp thành công con lươn dài 30cm ra ngoài. Con lươn sống khiến người đàn ông bị tổn thương nội tạng nhưng vẫn trong tình trạng ổn định. Đây không phải lần đầu tiên người ta đưa lươn vào cơ thể ở Trung Quốc.
Năm ngoái, một người đàn ông ở Quảng Châu cũng suýt chết khi đưa con lươn vào người qua đường hậu môn. Năm 2010, một người đàn ông ở tỉnh Tứ Xuyên chết vì bị tổn thương nội tạng khi bị một người bạn cho con lươn vào hậu môn. Cá bắt đầu vẫn bơi lội tung tăng trong 3 ngày và đây là lý do tại sao. Internet là nơi bạn có thể tìm thấy mọi thứ, từ những gì tầm thường nhất đến những câu chuyện lạ đến mức khó tin. Mới đây cũng vậy, một người đàn ông Đài Loan đã đăng tải video của mình lên Facebook và nó nhanh chóng có sức lan tỏa kinh khủng vì nội dung có phần kinh dị. Cụ thể, đoạn video nói về con cá vàng trong tình trạng không đầu. Được biết, chú cá này bị một con cá nóc trung bể ngoặm mất đầu. Nhưng lạ ở chỗ, nó vẫn có thể tiếp tục bơi lội tung tăng trong vòng 3 ngày sau đó. Lin Sao Lun, chủ nhân của con cá, cho biết mục đích anh thả cá vàng vào bể là để làm thức ăn cho các chú cá nóc. Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra sau đó nằm ngoài dự tính của anh. Tại sao cá vàng mất đầu vẫn bơi lội được? Tất nhiên đây chỉ là một chú cá bình thường, nên mọi chuyện sẽ có lý do của nó. Theo một số ý kiến từ cư dân mạng, nhiều khả năng con cá nóc mới chỉ cắn mất một phần hàm của con cá vàng. Nghĩa là về cơ bản, cái đầu và hộp sọ của cá vẫn còn nguyên vẹn, giúp cho cá hoạt động thoải mái. Dù video có phần mờ nhạt, nhưng qua quan sát, chúng ta cũng có thể thấy phần mang và mắt cá còn nguyên vẹn, nên ý kiến này nhiều khả năng là chính xác. Nhưng ngay cả khi mất hộp sọ, vẫn có nhiều trường hợp có thể sống tiếp. Ví dụ như chú gà mai nổi tiếng của Mỹ tiếp tục tồn tại sau khi bị chặt mất đầu. Chẳng có gì là vô lý cả, vì chú gà vẫn còn một phần não bộ, còn dính lại cột sống. Chú thậm chí đã sống tiếp trong vòng 18 tháng và chỉ chịu qua đời vì hóc hạt ngô. Thậm chí có những trường hợp mất đầu, mất cả não nhưng vẫn cử động trong một khoảng thời gian. Ấy là do phần cột sống và dây thần kinh trong cơ thể vẫn vận hành, truyền tín hiệu phản xạ đi đến các neuron thần kinh trong bó cơ. Vậy nên, trường hợp chú cá vàng không đầu của chúng ta dù hiếm gặp, nhưng vẫn có thể giải thích dựa trên khoa học, không có gì thần bí ở đây đâu nhỉ. Nhìn thấy xác ướp kinh dị bên bờ sông, người dân giật mình khi lại gần. Theo trang Daily Star, mới đây một vật thể có hình dạng và kết cấu giống với xác ướp với vẻ ngoài vô cùng đáng sợ đã được người dân phát hiện tại bờ sông, gần một bến cảng nổi quen thuộc ở chân cầu Bridgeton, Anh. Được biết, khi phát hiện ra vật thể này, người ta thấy nó giống như một mớ lộn xộn, nằm dưới chân bậc thềm bệt dẫn xuống dòng sông. Theo nhiều người, xác ướp này có hình dáng giống một người đang ngồi trong tư thế hai tay ôm lấy cơ thể, chân bắt chéo lên nhau và duỗi hờ, lưng dựa vào tường với dáng vẻ mệt mỏi. Không ai rõ vật thể kỳ dị này trôi dạt từ đâu tới, nhưng có lẽ nó sẽ khiến nhiều người phải khóc thét nếu bắt gặp vào ban đêm. Người dân ở gần khu vực còn gọi điện báo cảnh sát khi thấy xác ướp đáng sợ này. Nhiều ý kiến cho rằng đây không phải là một xác ướp người theo đúng nghĩa, bởi nó dường như chỉ là một khối kim loại có hình dáng con người được bọc kín bằng dây thần bên ngoài. Hiện tại, đang có rất nhiều nghi vấn đặt ra với vật thể kỳ lạ và đáng sợ này. Người ta không thể biết xác ướp này đã có mặt ở đây được bao lâu, và bằng cách nào nó lại ngồi ở đây. Một số giả thuyết ban đầu đã được đưa ra, một số cho rằng có thể đây là một sản phẩm của lễ hội Halloween nhằm tạo cảm giác sợ hãi cho người khác. Số khác lại cho rằng đây chỉ đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật đường phố. Cho dù là câu trả lời nào đi chăng nữa, thì phát hiện về vật thể giống như xác ướp không rõ nguồn gốc này đã khiến nhiều người phải hoảng sợ. Trên trang mạng xã hội Twitter, có người dùng đã viết rằng đó là một trong những thứ đáng sợ nhất mà tôi đã từng thấy trong cuộc đời. Con quái vật này đã gây bão mạng xã hội trong rất nhiều ngày mà không ai biết nó là gì. Hành tinh xanh của chúng ta ngập tràn những sinh vật kỳ quặc, đến mức dù được khoa học công nhận từ rất lâu, bạn vẫn chẳng biết tên chúng là gì. Và có vẻ như sinh vật trong bức hình dưới đây là một ví dụ. Sinh vật này đã khiến cư dân mạng phải điên đảo sau khi được đăng tải trên mạng xã hội. Có vẻ ngoài như một con bướm, nhưng phía dưới lại có bốn cái vòi lông lá, chẳng khác gì quái vật trong phim truyện viễn tưởng.
Quan trọng hơn, nhiều người còn cho rằng đây là một sinh vật không có thật vì cái vẻ bề ngoài có phần vô lý ấy. Nhưng hóa ra đây là một sinh vật có thật trên đời. Tên nó là Ritornato gengis, một loài bướm thuộc họ bướm đêm, hay còn gọi là ngài, là loài bản địa của nhiều nước thuộc Đông Nam Á, Trung Quốc và Bắc Australia. Loài bướm có một vẻ ngoài rất ấn tượng, với tổng hợp cả bốn màu sắc trắng, đen, đỏ, vàng trên cùng một cơ thể, và đặc biệt nhất là bốn cái vòi lông lá khiến nó trông giống quỷ dữ. Chúng được gọi là Korematta. Trái với các thông tin trôi nổi trên mạng, Korematta không phải là dương vật của Ritornato. Thực chất đó là những cơ quan phát mùi, chỉ ngài đực mới có chúng, với vai trò tiết ra pheromone thu hút bạn tình. Có một điểm thú vị về loài vật này, từ thời kỳ còn là sâu, chúng luôn chọn các loài cây tiết ra pyrrolizidine alkaloid, hay gọi viết tắt là PA, với nồng độ cao nhất. PA là chất độc do thực vật tiết ra khi bị động vật tấn công, lý do là vì chúng không muốn phải cạnh tranh với quá nhiều loài vật khác. Hơn nữa, PA là thứ cần thiết để bốn cái vòi Korematta sau này phát triển mạnh hơn. Lượng PA tích lũy càng nhiều, Korematta càng lớn và pheromone tiết ra càng mạnh. Còn nếu như vòi quá ngắn, chúng chẳng thể kết đôi được nữa. Có thể nói, con Ritornato gengis đã gây bão mạng xã hội là một chú ngài đầy nam tính, vì bốn chiếc vòi của nó thuộc vào hàng ngoại cỡ. Vậy mới thấy, câu nói em vui là được luôn đúng trong mọi trường hợp, kể cả với loài vật khác. Dù chúng ta thấy kinh dị, nhưng bướm cái thấy thích là đủ, đúng không?